mấy chục viên mà số viên đạn này mua được. Thì ra là cái này lắp vào súng ạ. Thế lắp được mấy cái đạn đỏ này không? Mấy cái bách quan thơ này này. Được, được, được. Và lát này. Thử thử combine nhá. Đang combine kia rồi. À, được á. Ôi giời ơi, hóa ra thế ạ. Sông xanh rồi. Cô cả flash, đạn flash đau tôi. Thôi đạn flash đéo dùng. Đạn nổ này. Mình làm quả nhỉ. Thì ra là cái này để lắp vào đây ạ. Để xem có mua thêm viên nào không. Đây đạn acid. Ui ui, đạn lửa này. Cái đạn flash này là 600 là rẻ nhất này. Đạn lửa 2400 đắp rồi tu vào không ạ. Thôi đi nhặt được thì bắn, không nhặt được thì thôi không ạ. Tiền tôi còn nâng cấp súng. Thế đi đi. Đó, ông có 12 viên ở đâu rồi? Tiền đâu có 5 tệ. Tiền mà nâng cấp súng, trời ơi. Ông nhìn tôi ngoài cái đạn súng này thì còn đạn nào dùng được. Rồi vào đi. Tôi thấy giàn quá. Ôi mẹ quá. Mình không nghĩ được ra cách. Thứ nhất là dí này, thứ hai là gọi là lắp đạn thì kịp kìm không là nát. Doesn't matter what she says, she's just a terrorist. End of story. Can't risk Ouroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Tìm xung quanh trong nó có đạn, biết không? Từ dòng thu cái tay, từ sao tay này. Đi... Nhà xuống phun lửa nhỉ? Ở đâu rồi? Xuống phun lửa lấy lại rồi, tạch khô rồi. Tôi quên rồi, đã không mua máu rồi. Chắc gì máu? Ô, không dính máu tới đây à? Phản lý của mình. Thôi, chẳng có gì đâu, đi lên được không ạ? Roger, come on. Được, có hai đường. Từ từ, hai đường. Ừ, mỗi người một đường. Mỗi người một đường hay là nhà? Ra. Bên này có gì không? Thì chúng đã đi thôi. Bên này có vẻ quan trọng hơn. À, bên này có đồ này. Sao con xeo nữa thôi. Đéo hiểu à, ông nhặt sao con xeo à. Ông nhặt cái gì? Đây. Sao con của tôi bá đạo lắm rồi, 650 đam một phát rồi. Úi dồi. Có cái gì đấy, Saphir kìa. Đập tài liệu. Đặt cái gì? Úc sẽ đặt cái gì? Mày đi quy thật đi, toàn chọn đúng đường mà đi. Thời gian thứ ba em phải cho em. Ồ, ngon. Gì vậy? Ôi dồi, lục 5 viên. Open không à? Come on. Come on. Ôi đống đồ này không nhặt đi đâu. Đéo gì. Đéo gì toàn nhặt nhặt toàn nhặt. Nhặt toàn sọc cắn xeo là thế nào. Sướng. Cái gì vậy? Ui dồi, lại bắn nhau rồi. Ui, đá của nhưng thật. Ui cái gì vậy? Thôi nó bắn mình không ơi. Thôi không có đạn súng lục, làm sao tôi bắn lại đi. Khoảng cách này bắn xong ăn mình không mà sắp mặt à? Chạy thôi. Rút két lăn cờ đâu. Cốc rồi. Còn một thằng đó bắn nó đi, ông cầm súng lục bắn nó đi. Ở đâu? Bên kia đường, kia ngó cái mặt này.
không cách bao giờ những cơ tông hoàng bắn đấu chết không mày. Cửa mở được, mở được này, nhưng mà không sao. Tam đéo không có cửa đấy. Vào. Nó được đạn lúc cái lan chờ đạn phấn á. Bắn nó cái thằng kia đi, tôi còn không bắn được, bắn khoảng cách này nó xa quá. Nó chạy đi đâu đâu. Ok. Khổ thân mình ạ. Đi ai đây? Đâu rồi? Đéo bị ổng vào đúng lúc hết đồ mẹ thôi. Anh bảo vào không vào. Ôi trời. Theo hiểu khổ thân mình vãi. Đây là chuẩn bị cứ con mặt lò dán khổng lồ, dán siêu to khổng lồ thế ạ. Ôi biết ngay mà lại nó rồi ông ơi, dán siêu to khổng lồ chạy không có bón lên đầu tù, không có súng lóc cắt lau chờ lóc cắt lau chờ mặt nó cho tôi bắn bún chứ sợ. Từ từ mày nhờn này. Rồi, nó đuổi rồi, Đừng có phí đạn thế, từ từ thôi. Bắn lại một cái kia đây. Tôi cảm giác con này nó trung nhân không ạ? Thì đánh trước chẳng mới còn đi liền nổi. Ôi, tôi bắn kìa. Bảo sao không chết, hóa ra bắn trượt. Mày nhờ mấy tàu à? Mày mấy gái. Hay là kháng. Nhìn chưa? Không bắn toàn à. Trượt, không có cái tác dụng gì cho tim. Trong khi bên đây mình cho nó một viên khó khăn ở mặt. Auto chết. Cái này như trung tình nhỉ. Ông này chưa có gì đấy không ổn đây. Phía trước cái kia. Mày là nhát mày là. Xong đứng đây. Đạn, hắn gần ammo, hắn không gần ammo. Đâu anh? Đâu? Nè. Ôi dồi, đéo hiểu. Tôi vụ chết nó, còn đéo hiểu cái gì, đéo hiểu. Đang gà vụ không trúng rồi, người ta vụ chết hộ cho, còn đéo hiểu. À, anh này có kìa. Đéo, đây là đéo hiểu. Ui, kinh vậy. Nó chưa chết, nó chưa chết. Đấy. Đấy tôi giết nó đấy. Kéo con nhặt. Ra đạn đi. Ngon, ôi nhiều thứ. Có cái gì đấy? Súng mới. Đéo ơi. Không à, súng nóng. Không cầm đi. Lại thuốc đổ con bay được không? Không biết. Súng ngắm này ông cầm đi. Không, phun. Phun kịp đi. Thuốc này cầm thuốc đi. Cầm thuốc đi. Ông có đạn súng tôi phun rồi. Tôi vừa nhặt hai của ông phun mẹ rồi. Đưa cái đạn flame này. Đưa đạn flame một round. Ông bắn toàn trượt, ông phải đưa cho tôi thì có. Ông bắn tôi bây giờ có trứng phát nào không? Hả? Hay là toàn trượt? Hay toàn trượt? Toàn trượt. Ông nhặt đi, ông có đang có đạn sniper. Tôi nhớ có. Đúng rồi, tôi đưa ông 12 viên mà. Không cầm đâu. Cầm thì không có quan trọng. Đéo hiểu à. Thế thì... Cầm về còn bán thì khổ quá. Đéo cầm được. Thôi rồi, vứt mẹ này đi vậy. Vứt quả flash đi, không cần. Vô cầm đi flash. Đâu ông đâu? Này đây, đưa này. Đâu rồi? Đâu rồi? Sửa điện này. Chịu. Úi dồi ôi. Đạn này. Rifle ammo này. Đâu? Cần gì không thích bắn rifle. Gà.
Thôi rồi. Giờ hết mẹ chốt cầm đạn rồi, nếu hiểu. Ừ đây. Thôi cầm máu đi. Đâu. Đây, ra đưa cho này này. Đấy. Con gì mình? Đưa tôi máu làm gì? Đưa tôi máu làm gì? Đeo đưa đăng đấy để đi chỗ đặt bàn. Đi. Cái gì đây? Tôi vứt đi nha nhá. Đi cắt này. Rồi vứt mẹ đi rồi. Vứt thuốc. Vứt máu rồi. Ai bảo đưa tôi? Máu đỏ. Nhặt ngắm làm gì, đang cần máu. Đang cần máu không cầm. Bắn sau á. Bắn đi. Đừng bảo bắn toàn kịp nhá. Bắn nó chuẩn không? Thiệt. Ui. Bắn nhanh lên. Không rồi. Gà vãi. Gà vãi thì gà vãi. Cất đồ. Gà vãi đi. Cay quá không nhanh gà. Vãi cả cất gà đéo chịu được. Gà vãi lên. Hao game đi. Gà nghe thấy ai mà chơi được. Chơi lại hơi xa đấy, tôi nhìn cái kiểu đạn này nó chơi lại hơi xa đấy. Thì vứt bớt đi. Bớt đi. Khổ không cho mua ba lô game nằm. Game là ngu vãi, nó chín cái ô đồ. Đây, cô xuống ngắm mới rồi. Sắp cái tao phải dùng. Ui, đạn điện này, ngon. Đạn gì vào tay ông đều phế hết. Có ở rocket launcher này. Thôi mình không chơi súng ngắm này, bán bé súng ngắm đi. Thôi, đi. Không chơi sờ căn thì bán đi. Thế thả tôi cái đống đạn súng ngắm này. Không chơi súng ngắm á. Tí vào cái nhặt. Chứ không cần lúc anh nhập để bán thôi. Bán cứt. Tao đi bóng nhập bán. Ui dồi, chơi lại từ đoạn này nhá. Có mùm chưa? Thì tôi chơi lại từ đầu map rồi ạ. Nó lại nhập đạn một lần nữa. Good speed, good speed, good speed. Máu này. Nó vừa ra cái cửa, máy nó bắn mình như nó bắn cầu hóa. Cái cái xung tâm nó lắc ấy à? Ôi giời. Phải lên nhặt đạn trước vậy. Cái ông. Vào đâu? Đéo thì còn cái gì trông trông thế này. Đây chuẩn bị bắn nhau con cò hói đi. Ôi. Bắn cho chuẩn vào đấy. Bắn cái chuẩn, bắn thẳng vào người nó ấy. Ui trời, bắn kìa. Tôi đưa hết đạn cho tôi, sổ phát. Tôi nhìn nó phí hoài cái đạn. Đi, tao có bắn nó lên cái gì. Đi. Chịu. Khổ. Nếu chịu bắn nó toàn vào tường. Nếu bắn nó toàn vào tường, bắn nó lưng mình. Nếu không. Thôi, đừng bắn nữa. Đừng tay. Ôi. Này đạn cháy này. Hình như chết chưa? Nó chết chưa?
chưa chết mà không sai rồi, chưa chết đâu. Ôi chết rồi, ổn đạn nếu chịu được cái ông bắn gà, nếu không đâu đưa hết đạn súng cho thôi. Bắn con vào tường nếu không hiểu phải đỡ mà. Úi phải đùa bố mày à, gà không thể gà hơn hết máu gà mít yêu ly đạn mai chính ăn kìa đâu đằng sau ấy đâu đâu đằng sau cái gì đâu mua vào á. Ui ôi nó quật chết tôi rồi, thằng chó nhá. Cứu tôi. Đâu rồi? Ui trời ơi, tôi em. Máu rồi. Đi đi, kia lấy được cái máu đỏ tôi có bay rồi, có máu. Mua không mua cứ rồi gì đấy con đất đẹp các bạn ạ, trà chứ con này mới mà con đây là từ đời tam hoánh từ màn bốn. Ôi đó con đó đây rồi kìa quả vô đề quả vô đề khí quá. Tôi từ đấy là tôi không được một phát. Oh, this one chiêu 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 đồng đội bạn bắn vào lưng mình nhéo hiểu. Để cho bên này nhảy, cho bên này nhảy, cho bên này lan toàn, để cho bên này lan toàn. Ờ nhìn tôi giống có thể nhảy sang bên đây lắm à. Ui nó nhảy được. Đâu rồi? Bắn nó đi. Ôi thôi 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 thôi. Bảo luôn đi. Ôi nó biết mở cửa. Thôi xong với anh rồi. Sao nó lại biết mở cửa. Nếu thật ra là trời bước đường cùng. Bước đường trời đang sang đây. Ôi đeo hiểu à. Ôi hấp thu mà. Ôi anh gà đéo chịu nữa. Thật sự luôn. Thật sự trên đời không có ai gà ngân trông cái gà gì khổ tội quá vì nó cam ông gà bắn toàn trượt bắn vào lưng đồng đội ông đưa cái nạn gom cho tôi đưa bắn heo thì đỡ được đồng đội đấy chết tôi không. Ôi, cả hai hôm nay đến đây là kết thúc. Khổ thân tôi vãi cả đai. Cả hai hôm nay đến đây là kết thúc. Ông gì ạ? Nghỉ thôi hai. Mệt lắm. Ok, hôm sau chơi tiếp vậy. Gà vãi đi. Có cái bù lét khoác. Toàn bắn lưng đội khổ. Cái gì cơ? Mà bắn mà cứ cái nạn bình thường còn đỡ hoàn toàn nạn nổ lưng đông đông. Can be one with đâu lòng. Ui dồi ôi.